Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy 2.com Hôm nay cô và các em cùng nhau bước vào phần Communication Unit 8 English and Speaking Country Trên số 21, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Phần đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu là phần Extra Vocabulary Từ đầu tiên, Territory có nghĩa là lãnh thổ North Pole có nghĩa là Bắc Cực Và Arctic Circle có nghĩa là vòng Bắc Cực Và bài tập dưới đây là những bài quick câu đố This is a quiz to test how much you know about English speaking countries. Dưới đây là những bài kiểm tra về câu đố xem các em biết bao nhiêu về những đất nước nói tiếng Anh. Number one, do the quiz and choose the correct answer. Có nghĩa là làm những câu đố sau và chọn ra câu trả lời chính xác nhất. Number one, are both surrounded by the sea? A. The United Kingdom and the USA. B. Canada and New Zealand. C. Australia and New Zealand and D. The USA and Australia Hai nước nào được bao quanh bởi biển? Câu A là nước Anh và nước Mỹ Câu B là nước Canada và nước New Zealand Câu C là nước Úc và nước New Zealand Và câu D là nước Anh và nước, à, nước Mỹ và nước Úc Thì hai nước mà được bao quanh bởi bờ biển Đó chính là nước nước Úc và nước New Zealand Cho nên chúng ta sẽ chọn câu C Number 2. Of the country is the youngest. Trong những đất nước dưới đây, nước nào là trẻ nhất? A Australia, B Canada, C the USA và D the United Kingdom. Thì nước được coi là trẻ nhất đó chính là nước Australia, nước Úc. Cho nên chúng ta chọn câu A. Number 3. The capital of New Zealand is. Thủ đô của nước New Zealand là A Canberra. B. Washington DC C. Wellington and D. Ottawa Thủ đô của nước New Zealand đó chính là Wellington cho nên chúng ta sẽ chọn câu C Number 4 E. The most diverse in geography and climate Trong câu số 4 có nghĩa là nước nào đa dạng nhất về địa lý và khí hậu A. là Canada B. là the USA C. the United Kingdom và D là New Zealand nước mà đa dạng nhất về địa lý và khí hậu đó chính là nước Mỹ, the USA, cho nên chúng ta sẽ chọn copy. Number 5. Niagara Falls is a particular waterfall in Thác Niagara là biểu tượng ở nước nào? A. Wales, B. Canada, C. England và D. Australian Cái thác nước Niagara là đặc trưng là biểu tượng của nước Canada Cho nên chúng ta sẽ chọn là câu B Number 6 E closest to the North Pole Nước nào thì gần với Bắc cực nhất A là Americans B là Canada C New Zealand Và D là Australia Nước gần bắc cực nhất đó chính là nước Canada Cho nên chúng ta sẽ chọn là câu B Number seven, Which picture below illustrates the way the Maori of New Zealand greet each other? Hình minh họa nào là hình mà cách người Maori ở New Zealand chào nhau? Câu A, touching toes, có nghĩa là chạm, chạm ngón chân. Câu B là touching foreheads, có nghĩa là chạm, chạm trán. Câu C, touching nose, có nghĩa là chạm mũi. Và câu D là touching hands, có nghĩa là chạm tay. thì um, cái cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau đó là chạm nhau bằng bằng mũi. chúng ta sẽ dụng câu C. Touching nose. Number eight. A kilt is the traditional garment for một cái váy là trang phục truyền thống cho đàn ông nước nào? A Scottish man. B the Maori in New Zealand. C the Americans and G, the Aborigines in Australia. Một cái váy là trang phục truyền thống cho người đàn ông nước Scottish man. Cho nên chúng ta chọn câu A. This animal, the is symbol of Australia. Rồi nhìn vào hình này thì ta thấy là con vật này nè là biểu tượng cho đất nước Úc. Đây là con vật gì? A kangaroo. B collar. C rabbit and D emu con này là con gấu cola cho nên chúng ta sẽ chọn là con B. Number 10 Inns in London có nghĩa là nằm ở London vậy hình này là biểu tượng gì nằm ở London A Trafalgar Square đây là quảng trường Trafalgar B Times Square C Sky Tower D Under Rock Vậy do ta thấy cái hình này nè là quảng trường Trafalgar Square. Nó nằm ở London cho nên chúng ta sẽ chọn câu A. Vậy là chúng ta đã xong bài tập số 1. Chuyển qua bài tập số 2. Write the names of the countries next to their facts Trong bài tập số 2 yêu cầu chúng ta là viết tên của những đất nước gần những sự kiện. Đây là có nước Canada nước Australia, the USA, the United Kingdom, and uh, New Zealand. Number one. Một bên là information có nghĩa là thông tin, thông tin và một bên là country là đất nước. Number one. Is made up of 50 states? Có nghĩa là nó có 50 bang. Chúng ta nhớ lại một cái lá cờ có khoảng 50 ngôi sao. Tượng trưng cho 50 bang. Đó chính là nước Mỹ, the USA, cho nên câu số 1 chúng ta sẽ trả lời là the USA. Number 2, it has the smallest population. Nó có dân số nhỏ nhất. Vậy trong những nước này nước có dân số nhỏ nhất đó chính là nước New Zealand. Cho nên câu số 2 chúng ta sẽ trả lời là New Zealand. Number 3. It has the most famous football club in the world. Có nghĩa là nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới. Vậy những nước nào có câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới? Đó chính là The United Kingdom, nước Anh. Câu trả lời của chúng ta là The, the United Kingdom. Number four, it has part of its territory inside the Arctic Circle. Câu số 4 có nghĩa là nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Bắc Cực. Thì đây chính là nước Canada. Number five, it is both a country and a continent. Có nghĩa là nó vừa là một nước vừa là một lục địa. Thì mình có nước. Australia. Nó vừa là một nước vừa là một lục địa. Vậy là chúng ta đã xong bài tập số 2. Chuyển sang bài tập số 3. Kim, how much do you know about a country? Các em biết bao nhiêu về một quốc gia? Bài tập A. Work in groups, choose a country and together find out. As much about is as possible then prepare a small introduction of that country don't say the name of that country you can start your introduce introduction with this country Trong bài tập này yêu cầu chúng ta là làm theo nhóm chọn một nước và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó càng tốt chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về quốc gia đó và đừng nói tên quốc gia Ở đây cô sẽ làm cho các em hai ví dụ về hai đất nước Bây giờ cô sẽ nói đất nước đầu tiên và các em sẽ đoán tên đất nước đó là đất nước gì nhé. This country. Nước đầu tiên cô đây. Taste free. This country is in the north of Asia. It has the biggest population in the world. and it is the three largest in the world and is capital of Beijing. đây là đất nước nằm ở phía bắc châu Á và nó có dân số đông nhất thế giới. Nước có diện tích lớn thứ ba thế giới và thủ đô của nó là Bắc Kinh vậy các em có đoán được đây là nước gì không? Đây là nước China, Trung Quốc nước thứ hai con muốn giới thiệu các em: This country is the south of Asia. It is the second most population in the world. And its capital is New Delhi. Nước này nằm ở phía Nam châu Á và nó có dân số đông thứ hai thế giới. Thủ đô của nó là New Delhi. Thì đây là đất nước thứ hai cô muốn giới thiệu với các em Đây là nước India, Ấn Độ Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong bài tập 3A Chuyển sang bài tập 3B Each group then present their introductions to the class. The class One tries to find out which country it is. Two votes for the most informative and interesting introduction. Trong bài tập số uh, số 3B, yêu cầu là mỗi nhóm sau đó hãy trình bày và giới thiệu cho lớp và các lớp sẽ cố gắng tìm ra là nước nào. Và câu số 2 là bầu cho bài giới thiệu thú vị và đầy đủ thông tin nhất. Ở đây cô đã chuẩn bị cho các em một bài mẫu. Good morning, everyone. Today, our group want to introduce a country that's unique to our nation. It is located in Eastern Asia along the western shore of the Pacific Ocean. It is the country with the largest population in the world, and it is also the world's third largest country by total area. Due to its vast land, the country has different times of climate on over its regions, but generally, it has hot and rainy summer, and cold and dry winter. Its capital is Belgium. Its nation flag is a red flag with five yellow stars. More interestingly, this nation also celebrates Lunar New Year like in our country. Thanks for listening. Can you guess what is this country? Xin chào mọi người. Hôm nay nhóm của chúng tôi muốn giới thiệu một quốc gia nằm bên cạnh của chúng ta. Nó nằm ở Đông Á dọc theo bờ phía Thái Bình Dương. Đây là quốc gia có dân số đông nhất thế giới và cũng là quốc gia lớn thứ ba. Về tổng diện tích do những vùng đất rộng lớn Đất nước này có các loại khí hậu khác nhau trên khắp các vùng, nhưng nhìn chung nó có mùa hè nóng và uh, mùa đông lạnh và khô. Thủ đô của nó là Belgium. Và quốc gia này, lá cờ của quốc gia này thì có màu đỏ. Và nó với năm ngôi sao vàng, thú vị hơn là quốc gia này cùng đoán Tết uh, cùng đón Tết nguyên đáng như nước chúng ta. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Bạn có thể đoán xem đất nước này là đất nước nào không? Các em có thể đoán được nước này là đất nước nào không? Đây chính là đất nước Trung Quốc. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần Communication Unit A English and Picking Country trên số 21 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào lời dạy 2.com để tìm hiểu những bài mới nhất nhé. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo.